Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 9 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Quảng Bình chỉ đạo vận hành điều tiết hồ chứa trên địa bàn. Hội viên nông dân Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự, Quảng Trạch tập trung bảo vệ và phát triển rừng. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão, bảo vệ đập, hồ chứa nước và vùng hạ du, thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc các chủ đập, đơn vị được giao trực tiếp vận hành hồ đập, triển khai thực hiện phương án phòng chống lụt bão, bảo đảm an toàn đập. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành xả lũ được trong các trận lũ phải thông báo, thông tin bằng văn bản gửi đến chính quyền địa phương trong vùng có nguy cơ ngập lụt bị ảnh hưởng do việc xả lũ. Đồng thời tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về dự báo, cảnh báo thời gian xả lũ, phạm vi ngập, thời gian ngập, mức độ ngập để chính quyền và nhân dân trong vùng ảnh hưởng chủ động ứng phó. Trước khi vận hành xả lũ, đơn vị quản lý vận hành công trình báo cáo với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thông báo đến chính quyền cấp huyện có công trình và các địa phương vùng bị ảnh hưởng cùng phối hợp. Trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp do mưa lũ bất thường so với thiết kế hoặc xảy ra sự cố công trình, đơn vị quản lý công trình báo cáo với trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để có chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó theo các kịch bản đã được xây dựng trong phương án phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn đập và phương án phòng chống lũ lụt vùng hạ du công trình. Vừa qua, Ủy ban nhân dân thị xã Ba Đồn đã tổ chức họp bàn nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2018. 9 tháng năm 2018, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được những kết quả quan trọng. Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng thực hiện được hơn 7.260 ha, vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực hơn 29.000 tấn. Công nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tiếp tục duy trì và tăng trưởng khả so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện được hơn 753 tỷ đồng, tăng 9,27% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại dịch vụ đạt trên 2.000 tỷ đồng, tăng 14,09% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách thực hiện được 138 tỷ 367 triệu đồng. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đã đề ra, tập trung tháo gỡ khó khăn cho xã Quảng Văn để đẩy nhanh tiến độ về đích vào cuối năm. 3 tháng còn lại của năm 2018, thị xã Ba Đồn duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm đối với các chuỗi liên kết và tiêu thụ đã được phê duyệt. Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về chấp hành nghĩa vụ nộp thuế, bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất hiến tài sản, thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, triển khai nghiêm túc phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Từ đầu năm 2018 đến nay, huyện Minh Hóa đã phân bổ hàng chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn nhằm góp phần hoàn thành và nâng cao chất lượng tiêu chí trường học trong xây dựng nông thôn mới. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho công tác dạy và học, đặc biệt là các trường ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2018, ngoài các công trình được các địa phương triển khai thực hiện gắn với lộ trình xây dựng nông thôn mới, huyện Minh Hóa đã đầu tư hơn 33,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện để xây dựng mới 34 phòng học, 21 phòng bộ môn, 3 nhà bếp, 2 phòng nội trú cho giáo viên, 1 bể bơi và mua sắm các trang thiết bị, đồ dùng học tập cho các nhà trường. Huyện Minh Hóa phấn đấu trong năm học 2018-2019 sẽ có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn trên địa bàn huyện là 20 trường. Hiện nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường Quảng Bình đã và đang tiếp tục thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại 3 điểm gồm bãi biển Quang Phú, bãi tắm Nhật Lệ và Hải Ninh. Kết quả quan trắc cho thấy 11 chỉ tiêu phân tích gồm nhiệt độ, pH, oxy hỏa tan, chất rắn lơ lửng, fluorua, arsen, cadmi, chì, kẽm, sắt. So sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép.
Theo báo cáo của Zeta Pacific Airlines, từ ngày khai trương đường bay 11 tháng 8 năm 2017 đến nay, Zeta Pacific đã thực hiện 73 chuyến bay khử hồi Đồng Hới - Chiang Mai. Công tác hỗ trợ khách tham quan chuyến bay của các đơn vị tốt, đảm bảo an ninh hàng không và tạo điều kiện thuận lợi cơ bản làm hài lòng khách du lịch. Theo đó, tổng số khách đã tham gia đường bay trên 12.513 lượt, đạt công suất 45%. Các chuyến bay khởi hành thứ 6 và về ngày thứ 2 với nhiều chuyến công suất đạt trên 95% và đầy chỗ. Trong đó, chiều bay Đồng Hới - Chiang Mai công suất trung bình 47,2%, chiều Chiang Mai - Đồng Hới đạt khoảng 45,8%. Khách sử dụng đường bay chủ yếu là khách du lịch của các công ty lữ hành chiếm 99%. Trong đó, du khách Việt Nam khoảng 45,4%, Thái Lan chiếm trên 47,6%. Các quốc gia khác như Mỹ, Úc, Đức, Pháp, Anh, Israel, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc đạt gần 10%. Trong đó, du khách Mỹ có tỷ lệ cao nhất. Đây là tín hiệu tốt để đẩy mạnh quảng bá, thu hút khách quốc tế đến Quảng Bình qua đường bay này. Công tác quảng bá đường bay đã được Sở Du lịch Quảng Bình phối hợp với Zeta Pacific Airlines, Hiệp hội Du lịch Chiang Mai tổ chức các chương trình khảo sát điểm đến cho cả công ty lữ hành và phóng viên báo chí Thái Lan đến Quảng Bình và các đoàn từ Quảng Bình đi Chiang Mai để phát triển các sản phẩm qua đường bay Đồng Hới - Chiang Mai. Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình và các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh Đông Bắc và Bắc Bộ đưa tin phát sóng các video clip quảng bá đường bay. Sở Du lịch phối hợp với Zeta Pacific, Hiệp hội Du lịch Quảng Bình, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Tổng cục Du lịch Thái Lan, Hiệp hội Du lịch Chiang Mai và các tỉnh phía Bắc Thái Lan tổ chức các hoạt động quảng bá đường bay, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông qua các kênh mạng xã hội như Facebook, TripAdvisor, Zalo, YouTube, Twitter, tham dự các chương trình quảng bá du lịch tại Thái Lan, tổ chức đoàn công tác xúc tiến du lịch tại Diễn đàn Du lịch ASEAN 2018 và gặp gỡ các đơn vị lữ hành nước ngoài làm việc tại Chiang Mai để giới thiệu du lịch Quảng Bình và đường bay tại hội chợ JOVET 2018. Thời gian tới, Quảng Bình sẽ phối hợp với Zeta Pacific tiếp tục đẩy mạnh việc quảng bá đường bay, tổ chức diễn đàn du lịch tại Chiang Mai và các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Phối hợp với các công ty lữ hành lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và các công ty du lịch, cộng đồng người nước ngoài làm việc tại Chiang Mai để cung cấp thông tin về việc hỗ trợ phát hành thư chấp thuận thị thực và giản thị thực tại cảng hàng không Đồng Hới cho du khách. Sở Du lịch Quảng Bình, Hiệp hội Du lịch Chiang Mai, Hiệp hội các công ty, đại lý Outbound tại Thái Lan sẽ phối hợp xây dựng các sản phẩm cho đường bay Đồng Hới - Chiang Mai trong năm 2019 và để mạnh quảng bá đường bay qua mạng xã hội, xúc tiến bán hàng trực tiếp tại Chiang Mai, Bangkok, v.v. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Hội viên nông dân Quảng Bình chung sức xây dựng nông thôn mới. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng có phóng sự Quảng Trạch tập trung bảo vệ và phát triển rừng. Năm năm qua, các cấp hội và hội viên nông dân tỉnh Quảng Bình đã đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Quảng Bình lần thứ 9, nhiệm kỳ 2013-2018 đã đề ra. Hội đã phát huy vai trò là trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Vì thế, uy tín của tổ chức hội ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Với mục tiêu xây dựng Hội nông dân Quảng Bình vững mạnh, phát huy vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 9 năm 2018. Đại hội thể hiện quyết tâm đưa phong trào nông dân và hoạt động hội tiếp tục phát triển vững mạnh toàn diện, góp phần thúc đẩy tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đã lan tỏa rộng rãi, phát huy được sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết gắn bó trong hội viên nông dân tỉnh Quảng Bình. Mô hình thôn kiểu mẫu tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy là một ví dụ như thế. Thôn Tân Truyền, xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy là mô hình điểm thôn kiểu mẫu mà Đảng ủy và Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy triển khai thực hiện trong thời gian qua. Với sự vận động của các tổ chức hội, trong đó có hội nông dân, bà con nông dân trong thôn đã đóng góp nguồn quỹ để xây dựng. Sau hơn 2 tháng thực hiện, kết cấu hạ tầng nông thôn của địa phương đã được hoàn thành với nguồn kinh phí gần 50 triệu đồng. Đặc biệt, đường hoa được xây dựng hai bên đường, được bà con đóng góp tiền của và ngày công thực hiện.
Công trình hoàn thành đã tạo nên mỹ quan xanh sạch đẹp, góp phần tạo không gian vui chơi sinh hoạt, cộng đồng ý nghĩa cho người dân địa phương. Vừa rồi là xây dựng cái cổng này, thì toàn cái trộn này là đóng góp, tức là một hộ dân là 500 ngàn, thì cái trộn này là đóng góp được là gọi là 20 triệu và kêu gọi là con em ở quê hương làm ăn á, về là ủng hộ nữa. Thì xây cái cổng này thì gọi là toàn bộ dân trong con trộn này là đóng góp ngày công, đóng góp tiền để xây, rồi là xây bồn hoa, trồng hoa, rồi cứ là thực hiện cái ngày coi là ngày nông thôn mới, là một tháng là ngày chủ nhật đầu tuần và chủ nhật cuối tuần, thì cứ hàng tháng là cứ một tháng hai ngày, tức là dân ở trong trộn á, và là coi là đi vệ sinh trồng hoa, đặc biệt là cái đường này là đường do hội nông dân tự quản, và cứ lễ tết rồi cả hàng tháng là có chi hội nông dân là coi là tổ chức quét dọn và coi là làm sân sạch đẹp ở cái trục đường này. Sau khi hoàn thành mô hình điểm tại thôn Tân Truyền, Ủy ban Nhân dân xã Tân Thủy đang có kế hoạch nhân rộng mô hình này tại các thôn còn lại trong địa phương. Trong đó, hội viên nông dân tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện mô hình. Trong cái kế hoạch sắp tới thì chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền ở tất cả các cái chi hội còn lại, vừa là trong cái việc học hỏi kinh nghiệm ở đơn vị Tân Truyền và các cái đơn vị của các bản, các xã bản, để rồi là trong cái các cái hoạt động xây dựng nông thôn mới cái kiểu mẫu á, thì được những cái mà đã ở các đơn vị bản mà làm tốt á, chúng ta tiếp tục để học hỏi để làm, và đồng thời là đúc rút được những cái kinh nghiệm ở đơn vị Tân Truyền để rồi là nhân rộng ra trong cái toàn xã. Trong nhiệm kỳ vừa qua, hưởng ứng phong trào hiến kế, hiến đất, hiến của, hiến công để xây dựng nông thôn mới, hội viên và nông dân trên toàn tỉnh Quảng Bình đã đóng góp trên 116 tỷ đồng cùng hàng nghìn mét vuông đất và tài sản trên đất, đóng góp hàng vạn ngày công với tổng trị giá ước tính trên 53 tỷ đồng để sửa chữa, xây dựng và nâng cấp đường giao thông nông thôn, hệ thống canh mương nội đồng và cả công trình phúc lợi ở nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có sự chung tay, đóng góp rất quan trọng của hội viên và nông dân các địa phương, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn tỉnh Quảng Bình. Thời gian qua, huyện Quảng Ninh đã đẩy mạnh hoạt động khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần, nghề cá, chủ trọng công tác kỹ thuật, quản lý kiểm định con giống, kịp thời phát hiện phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Nhờ vậy, sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản trong những tháng đầu năm tăng. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Quảng Ninh trong 8 tháng đầu năm đạt trên 2.600 tấn, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, sản lượng khai thác ước đạt gần 1.700 tấn, tăng trên 12%. Cùng với đẩy mạnh khai thác, huyện Quảng Ninh đã chủ trương khuyến khích bà con mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản. Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản toàn huyện đạt trên 1.200 ha, trong đó nuôi cá lồng trên 1.100 ha, nuôi tôm 104 ha. 8 tháng đầu năm 2018, sản lượng nuôi trồng thủy sản thu hoạch ước đạt gần 963 tấn, tăng 15,4% so với cùng kỳ. Để chủ động phòng tránh những thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo bà con chủ động thu hoạch các đối tượng thủy sản nuôi đã đạt kích cỡ thương phẩm, gia cố lại bờ ao và có biện pháp bảo vệ tránh thất thoát thủy sản nuôi. Tận dụng lợi thế sẵn có của địa phương, thời gian qua, nhiều hộ dân ở xã Phú Đình, huyện Bố Trạch đã đầu tư phát triển các mô hình kinh tế trang trại. Qua đó tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình. Mô hình trang trại tổng hợp của gia đình ông Lê Quang Lợi ở thôn Tân Đình là một ví dụ điển hình. Năm 2014, nhận thấy tiềm năng của địa phương là vùng gò đồi đất đai rộng lớn, ông Lê Quang Lợi đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế trang trại. Trên diện tích đất 3 hecta, gia đình ông trồng 800 gốc tiêu, vải thiêu, đào ao thả cá và nuôi thêm 17 đàn ông lấy mật. Nhờ sự giúp đỡ của hội nông dân xã cùng sự cần cù chịu khó ham học hỏi của bản thân nên trang trại của ông đã phát triển ổn định. Hiện nay mỗi năm trang trại của ông Lê Quang Lợi cung cấp ra thị trường gần 1 tấn tiêu khô, 2 tấn vải thiêu, hơn 1,5 tấn cá các loại và 50 đến 60 lít mật ong. Sau khi trừ chi phí thu lại gần 200 triệu đồng. Sáng tươi.
Thưa quý vị và các bạn, xác định tầm quan trọng và giá trị của tài nguyên rừng đối với phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, những năm qua huyện Quảng Trạch đã tập trung chỉ đạo cấp ủy và chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và khai thác tối đa các nguồn lợi từ rừng. Đây là diện tích 544 ha rừng keo tràm của các hộ dân ở thôn Hợp Trung và Bưởi Rọi, xã Quảng Hợp, thực hiện chủ trương giao đất cho người dân phát triển kinh tế rừng. Thời gian qua, xã Quảng Hợp đã tập trung rà soát các diện tích rừng, tổ chức giao đất thực địa cho người dân nhận khoán để trồng rừng. Khi được nhận đất rừng rồi thì dân là rất là phấn khởi, và đặc biệt là khi nhận đất rừng xong thì tiếp tục là tổ chức kia xử lý thuốc bi và cái trồng cây. Hiện tại thì cái cây trồng phát triển rất tốt, đặc biệt là dân cũng rất là phấn khởi, vì có cái đất rừng để mà trồng cây là để phát triển cái kinh tế gia đình. Trước đây khi chưa giao thì cái toàn bộ cái diện tích này thì rất là nghèo kiệt, không có một cái giá trị về vấn đề rừng. Nhưng hiện nay thì trước mắt thì dân mới trồng rừng được mấy tháng thôi, nhưng mà đã cho thấy là cái hiệu quả trong cái phát triển kinh tế là nó tương đối là cơ bản ổn định. Và từ khi giao rừng đến giờ thì nói chung là tất cả các hộ gia đình nhận đất rừng thì sản xuất rất là tích cực và ổn định. Cho đến nay thì bà con đang tập trung để cái bước tiếp theo là chăm sóc để làm tốt cái công tác phát triển rừng. Huyện Quảng Trạch có tổng diện tích tự nhiên trên 44.700 ha. Trong đó, diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp là gần 28.000 ha. Thời gian qua, huyện đã tập trung chỉ đạo các ban ngành địa phương triển khai tốt công tác giao đất, giao rừng, khuyến khích tạo điều kiện để người dân và các chủ rừng tiến hành trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị cũng nhận bảo vệ khoảng 6.000 ha rừng, chăm sóc gần 1.000 ha rừng đã trồng được từ các năm trước. Sau khi có cái kế hoạch quy hoạch chuyển đổi để cho rừng sáng rừng phát triển sản xuất cho bà con phát triển kinh tế, thì kiểm lâm địa bàn tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc là hướng dẫn bà con thì việc là phạt dọn xử lý thực bì trước khi trồng rừng, là khéo khi là phạt dọn thực bì xong thì là hướng dẫn cũng như là hướng bà con trong cái việc toàn cái giống cây nó có cái nguồn gốc có đảm bảo tiêu chuẩn, có cái nguồn gốc theo cái quy định của nhà nước, rồi là việc là hướng dẫn cũng bà con là trong cây đúng cái mật độ, đúng cái cự ly để đảm bảo cái cây phát triển sinh trưởng, đảm bảo cái hiệu quả kinh tế. Thời gian tới, huyện Quảng Trạch sẽ tiếp tục khuyến khích người dân chủ động đầu tư phát triển kinh tế rừng, mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất phù hợp để đưa các giống cây có giá trị kinh tế vào trồng thử nghiệm, qua đó từng bước đa dạng hóa cây trồng, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Phần của chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng kỳ này, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung thông tư số 23 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. 7. Hỗ trợ trồng rừng sản xuất. Đối tượng được hỗ trợ: hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình người Kinh nghèo đang sinh sống ổn định tại các xã có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, khu vực 2 và 3, theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020. Sau đây viết tắt là Nghị định số 75/2015/NĐ-CP. Nội dung hỗ trợ: mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP. Việc tổng hợp danh sách đối tượng, diện tích và nhu cầu hỗ trợ trồng rừng sản xuất được xây dựng theo hướng dẫn tại phụ lục 4 thông tư này. Điều 5. Quản lý sử dụng rừng trồng thay thế sau đầu tư. Đối tượng diện tích rừng được hình thành do chủ đầu tư từ trồng quy định tại Điều 3 thông tư này. Chủ đầu tư tiếp tục quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, được hưởng lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất. Đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, được hình thành từ kinh phí trồng rừng thay thế, giao các chủ đầu tư nộp vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đối với các địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Ban quản lý rừng và các cơ quan tiếp tục quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật đối với rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.
Đối với diện tích rừng sản xuất của hộ gia đình được hỗ trợ trồng từ kinh phí trồng rừng thay thế, hộ gia đình có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, được hưởng lợi và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đối với rừng sản xuất. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ngay sau đây là những thông tin thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2018. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 61 đến 91%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm từ 64 đến 85%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 61 đến 91%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm từ 64 đến 86%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 82%. Khu vực thị trấn Quán Hầu mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, độ ẩm từ 65 đến 83%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Dự báo thời tiết biển, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 9 năm 2018, mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 20